tuyến tụy được cho là bệnh lý ác tính vô cùng nguy hiểm. Theo khảo sát của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, trong số các loại ung thư thì ung thư tuyến tụy đứng thứ 17 về tỷ lệ ca mắc, xếp thứ 7 về tỷ lệ bệnh nhân tử vong do căn bệnh này. Do vậy, người bệnh bị ung thư tuyến tụy thường có tiên lượng xấu nên việc phát hiện và điều trị bệnh từ sớm có ý nghĩa rất quan trọng. Tuyến tụy là một phần của hệ tiêu hóa nằm ở giữa phúc mạc và dạ dày. Tụy được cấu tạo gồm 3 phần: đầu tụy, thân tụy và đuôi tụy. Cơ quan này sản xuất ra các hormone với hai nhiệm vụ chính là chức năng ngoại tiết, hỗ trợ hoạt động tiêu hóa và chức năng nội tiết, giúp điều chỉnh lượng đường huyết. Ung thư tuyến tụy xảy ra khi các tế bào mô tụy phát triển trái với quy luật, hình thành nên các khối u ác tính ở tụy. Theo thạc sĩ bác sĩ Lương Duy Long, cố vấn chuyên môn Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt cho biết, ung thư tuyến tụy thường khó chữa và có tỷ lệ tử vong cao hơn so với các loại ung thư khác là do vị trí của tuyến tụy nằm ở nơi rất sâu ở trong ổ bụng. Khi ung thư được hình thành tại đây, ít có những biểu hiện lâm sàng điển hình, triệu chứng nghèo nàn sẽ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác. Chính vì vậy, đến khi phát hiện ra bệnh thì bệnh đã bước sang giai đoạn muộn. Với cái ung thư tụy thì so với các ung thư khác thì tiên lượng cũng tương đối xấu, nhưng tỷ lệ thì ung thư tụy thì đứng thứ 17 trong các cái bệnh lý về ung thư, cho nó không nhiều. Đó, và trong ung thư tụy thì mổ điều trị thì mổ là ưu tiên hàng đầu. Đó. Tụy thì nó chia làm cũng 4 giai đoạn. Đấy, với cái giai thường là chỉ mổ được khi ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2 thôi. Với giai đoạn 1 thì còn mổ triệt can được, chứ giai đoạn 2 thường là sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, vì tụy thường là xâm lấn rất rộng. Đấy, và khi mà phẫu thuật ngoài cái giai đoạn thì còn phụ thuộc vào cái khối tổn thương tụy đấy, ở thân hay là đầu tụy hay là đuôi tụy. Với những cái khối u mà ở đầu hay đầu tụy thì sẽ can thiệp là rất khó. Còn với những cái khối u mà ở đuôi và thân tụy thì phẫu thuật hoàn toàn giai đoạn sớm, hoàn toàn là triệt can được. Sau điều trị, sau mổ thì chúng tôi còn hoàn toàn có thể là điều trị bổ trợ bằng hóa trị. Và cái tỷ lệ sống sau 5 năm là cũng đạt tương đối cao. Với cái ung thư tụy giai đoạn sớm thì khoảng độ 3-40% là sống sau 5 năm. Thứ nhất là khi mà bạn đã ổn định rồi thì bạn phải tuân thủ cái khám định kỳ của các bác sĩ. Đấy là vấn đề thứ hai, là về chế độ ăn cực kỳ quan trọng với cái ung thư tuyến tụy. Bởi vì bạn biết rồi, khi chúng ta ăn uống thì cái tuyến tụy nó tiết ra cái men để tiêu hóa thức ăn. Chính vì vậy là với ung thư tụy liên quan mật thiết tới chế độ ăn thì các bạn phải là những cái bia rượu là các bạn phải kiêng tuyệt đối. Đó, những cái thức ăn mà khó tiêu, ví dụ như mỡ động vật hoặc những cái đồ ăn mà chiên rán nướng hoặc là những đồ ăn sẵn thì khuyến cáo là bạn không nên ăn. Đấy, phủ tạng động vật hay những cái thịt mà cái chất nhiều đạm, ví dụ như thịt chó rất khó tiêu thì khuyến cáo là bạn cũng không nên ăn, và bạn sinh hoạt một cách điều độ, cân bằng các cái chất dinh dưỡng và ăn nhiều rau xanh. Đó, và bạn ăn là vừa đủ ăn nhiều bữa. Đó, và kết hợp với các cái thuốc mà các bác sĩ đã đưa ra liệu trình điều trị cho bạn thì bạn hoàn toàn có thể là theo dõi và khống chế được cái bệnh ung thư tụy của bạn. Còn về tâm lý thì bạn hãy sống lạc quan, vui vẻ, đấy, hòa đồng và tham gia các cái nhóm hội. Hiện nay với cái phương tiện chẩn đoán và với cái nhận thức hiểu biết của người bệnh thì cái tỷ lệ mà phát hiện ra giai đoạn cuối ngày càng ít đi. Đó, và đa phần là chúng tôi, và cái tỷ lệ phát hiện giai đoạn sớm thì ngày càng cao lên. Còn với cái theo dõi mà khi bệnh nhân ổn định ý, thì các bạn phải lưu ý mấy điểm. Một là tự dưng bạn lại sút cân trở lại, đó thì bạn cần phải lưu ý có thể là bệnh nó tái phát lại đấy. Hai là xuất hiện những cái đau đấy. Và đặc biệt trong cái tụy này thì thứ ba là bạn ăn uống kém và có cảm giác là nó đầy trướng, thì lúc đấy bạn phải đi khám ngay để chúng tôi có thể là phát hiện xem là cái tổn thương tụy nó bùng phát trở lại hay là nó vẫn ổn định. Cho nên hết sức cả là các bạn phải lưu ý những cái triệu chứng như vậy. Ngoài ra với những cái tụy thì một số cái triệu chứng như ví dụ như vàng da, vàng mắt, di căn chỗ này chỗ khác, ví dụ đau mỏi toàn thân, sợ cái di căn xương chẳng hạn, thì lúc đó là để bạn đã giai đoạn quá muộn rồi. Chính vì vậy với những cái giai đoạn sớm, với những cái ổn định, ví dụ như bạn thấy tự dưng thấy người mệt hơn một chút, ăn uống kém mà sút cân hoặc là có thể là mất ngủ thì bạn phải đi khám kiểm tra lại ngay. Bác sĩ Long khuyến cáo mọi người nên thay đổi thực đơn dinh dưỡng hàng ngày, ăn nhiều rau tươi và trái cây, hạn chế thực phẩm chứa nhiều chất béo vì sẽ không tốt cho tuyến tụy. Duy trì chỉ số cân nặng ở mức hợp lý bằng cách chăm tập thể dục thể thao và giảm số cân nặng theo chế độ ăn uống khoa học. Bỏ hút thuốc lá, uống rượu bia. Hạn chế nguy cơ tiếp xúc với hóa chất độc hại khi làm việc ở môi trường ô nhiễm, cần phải trang bị đầy đủ bảo hộ. Thăm khám sức khỏe định kỳ và khám ngay khi cơ thể có dấu hiệu bất thường và cảnh báo ung thư. Tuyến tụy là một bộ phận quan trọng của hệ tiêu hóa và có mối liên hệ mật thiết với các cơ quan khác như gan và mật. Khi ung thư trong tuyến tụy phát triển sẽ gây ra chèn ép vào đường mật, dẫn tới tình trạng tắc mật và suy gan.
Tóm lại, ung thư tuyến tụy là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm. Việc điều trị chỉ có tính chất giúp cho người bệnh sống sót lâu hơn.